Hello, xin chào các bạn Là fan của cờ vua thì chắc hẳn các bạn không lạ gì Youtuber cờ vua nổi tiếng Godham Chess Có phải không nào Với gần 2 triệu người đăng ký theo dõi Thì Godham Chess chính là kênh Youtube về cờ vua Có số lượng người đăng ký nhiều nhất thế giới hiện nay Godham Chess tên thật là Levi Roman Anh là một kiện tướng quốc tế Hiện đang sinh sống tại thành phố New York của Mỹ Ngoài việc livestream và làm các video thì Levi Roman cũng thường xuyên tham gia các giải đấu cờ vua để có cơ hội học hỏi, giao lưu và cọ sát. Và trong số những lần đó, anh đã từng chạm trán với kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Đó là ván cờ diễn ra trong khuôn khổ giải cờ vua thường niên lần thứ 46 World Open Chess Tournament được tổ chức tại thành phố Philadelphia của Mỹ năm 2018. Đây cũng là video mình làm theo cầu của bạn Khoa Benjamin Blaine Chess. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Lê Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn bằng khai cuộc Anh với nước tốt C4 Gót hàm chest đáp trả bằng nước tốt E5 Tiếp theo trắng đi tốt G3 Đen đi mã C6 Trắng lên tượng G2 kiểm soát đường treo lớn Đen phát triển tượng C5 Trắng phát triển mã C3 Đen để tốt A6 ngăn mã trắng nhảy tiếp lên B5 Và cũng làm bàn đạp dâng tiếp tốt B5 Đồng thời có thể mở đường cho tượng lùi về A7 Trắng triển mã E3, chuẩn bị nhập thành. Đen để tốt D6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng cũng chưa vội nhập thành mà đẩy tốt E3, sau đó thì chắc sẽ đẩy tốt D4 tấn công trung tâm. Đen phi tượng lên G4 ghim mã trắng. Trắng để tốt H3 tấn công tượng đen. Đen lùi tượng về H5 vẫn duy trì ghim mã trắng. Trắng để tốt A3 cũng ngăn mã đen nhảy vào B4, đồng thời có thể đẩy tốt B4 tấn công sau này. Đen phát triển mã E7, liên kết xong mã và chuẩn bị nhập thành. Trắng nhập thành, đen nhập thành. Tiếp theo thì trắng có thể đẩy tốt B4 tấn công tượng đen và mở đường cho tượng C1 lên B2 kiểm soát đường chéo lớn. Hoặc cũng có thể đẩy tốt G4 tấn công tượng đen H5 để tháo ghim cho mã, sau đó đẩy tốt D4 tấn công trung tâm. Tuy nhiên thực tế thì trắng chỉ đẩy tốt D3, không rõ định toàn tính điều gì nữa đen để tốt F6, củng cố thêm cho tốt E5 và mở đường cho tượng lùi về F7. Giờ trắng mới để tốt B4 tấn công tượng đen. Đen chạy tượng về A7. Trắng lên tượng B2, kiểm soát đường treo lớn. Đen theo kế hoạch lùi tượng về F7. Trắng lên hậu E2, mở đường cho xe qua D1 kiểm soát cột trung tâm. Đen cũng lên hậu D7, mở đường cho xe sang D8. Trắng theo kế hoạch bình xe D1 đen để tốt d5 gạ đổi tốt trắng ăn tốt đen mã đen ăn lại tốt trắng và gạ đổi mã trắng không đổi mã với đen mà phát triển mạnh e4 chiếm lĩnh trung tâm đen bình xe e8 trắng bình xe c1 kiểm soát cột nửa mở c đen bình xe d8 Trông quân với hậu tạo thành súng cao su trên cột nửa mở d trắng nhảy mã lên c5 tấn công đôi hậu và tốt đen b7 đen đổi tượng lấy mã của trắng luôn trắng không lấy tốt mà lấy xe ăn lại tượng đen. Sau đó có thể bình tiếp xe C1 để trồng hai xe trên cột nửa mã C. Đen lùi mã về B6, nước sau sẽ nhảy lên A4 tấn công đôi xe và tượng trắng, hoặc là nhảy lên C4 bịt đường về của xe trắng. Sau đó đẩy tốt B6 nó sẽ bắt chết được xe trắng. Ở đây thì trắng nên qua hậu C2 bảo kê cho xe và ngăn mã đen nhảy vào A4. Đen mà nhảy mã vào C4 thì xe trắng sẽ thịt mã đen ngay tượng đen ăn xe trắng thì hậu trắng ăn lại tượng đen và chiếu vô đen trắng đổi một xe lấy cả mã và tượng của đen thì lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng lại lựa chọn lùi tượng về a 1 để tránh trước đòn tấn công khi mà mã đen nhảy lên a 4 và đây là một nước đi không chuẩn vì đen có hai phương án nhảy mã a 4 hoặc là c 4 và đen chớp ngay cơ hội này nhảy mã vào C4 bịt đường về của xe trắng. Nếu bây giờ tốt trắng ăn mã đen thì súng cao su của đen sẽ phát nổ, trắng sẽ toang ngay. Do đó, trắng không dám ăn mã đen mà lại chạy tượng lên B2 tránh bị súng cao su lao xuống chiếu bắt tượng. Như vậy là vì một nước đi không chuẩn, trắng đã phải di chuyển tượng hai lần liên tiếp làm mất lượt triển khai các quân khác thừa thế sông lên thì đen đẩy tới tốt e4 tấn công mã trắng và gạ đổi tốt đổi tốt là súng cao su của đen cũng phát nổ ngay do đó trắng không dám đổi tốt với đen mà có lựa chọn chính xác là lùi mã về e1 kết hợp cùng hậu và xe bảo vệ cho tốt d3 giờ đen mới để tốt b6 tấn công và bắt chết xe trắng biết là không còn đường thoát trắng buộc phải lấy xe ăn vào mã đen c6 ở đây thì đen nên lấy mã ăn tượng trắng B2 và tấn công xe trắng D1. Khi đó đen sẽ đạt được lợi thế trong cuộc trao đổi quân này. Chẳng hạn nếu mà hậu trắng ăn mã đen thì hậu đen ăn xe trắng. Trắng đạt được lợi thế về chất. Nếu trắng không lấy hậu ăn mã đen mà chạy xe C1 liên kết song xe thì mã đen ăn tốt trắng và biến thành mã bạch tuộc. Trắng đổi mã với đen thì tốt đen ăn lại mã trắng và biến thành tốt thông có sự yểm trợ của hậu và xe đằng sau sẽ cực kỳ nguy hiểm lợi thế thì vẫn cứ nghiêng về bên đen tuy nhiên thì đen đã nghĩ rằng mặc dù có tốt thông nhưng mà trắng có thể qua hậu d 2 chặn đường quân tốt thông này và song xe của trắng kiểm soát cột nửa C có vẻ khá là nguy hiểm xe trắng c 6 có thể lùi về mở đường cho tượng phi lên xiên táo cả hậu và xe đen do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám lấy mã ăn tượng trắng Mà lựa chọn lấy hậu ăn xe trắng luôn Và máy tính đánh giá Đây là nước đi ngôn tình Chớp lấy sai lầm này Tốt trắng ăn ngay mã đen Tượng đen ăn lại tốt trắng Và tấn công hậu trắng Trắng chạy hậu C2 Ghim tượng đen Xe đen ăn xe trắng Hậu trắng ăn lại xe đen Như vậy với nước đi ngôn tình Thì đen đổi một mã một tượng Để ăn được mỗi quân xe của trắng lợi thế về chất đang nghiêng về trắng. Mặc dù đang kém về chất hơn nhưng mà nhận thấy các quân nhẹ của trắng khá là bị động. Chỉ có hậu trắng đang đứng ở vị trí khá mạnh kiểm soát cột mở D và đường chéo D1H5. Do đó đen đi hậu D5 gạ đổi hậu. Trắng đổi hậu với đen luôn. Tượng đen ăn lại hậu trắng. Tốt đen E4 đã phong tỏa tượng trắng G2 trên đường chéo lớn. Cho nên trắng lùi tượng về F1 tấn công tốt đen A6. Nếu đen để tốt B5 phòng ngự thì ô C5 lại không được kiểm soát Trắng có thể đi tượng D4 Rồi sang C5 chiếm lĩnh hảo địa thế Do đó Đen đành phải bình xe A8 Bảo vệ tốt Trắng vẫn phi tượng lên D4 chiếm lĩnh trung tâm Đen để tốt A5 gã đổi Nếu trắng đổi tốt với đen Thì xe đen ăn lại và kiểm soát được cột nửa A Tiếp tục tấn công tốt trắng A3 Do đó trắng có lựa chọn chính xác Là để tốt B5 tránh giao chiến Đen lên vua F7, bắt đầu tích cực vua vào trận. Trắng để tốt F3, thí tốt nhằm đưa vua vào tham chiến. Ở đây thì đen lên bình xe B8 bảo vệ tốt B6, sau đó để tốt C5 tấn công tượng trắng. Trắng mà bắt tốt qua đường thì tượng đen ăn lại và đen sẽ có cánh hậu khá mạnh với hai tốt cột A và cột B. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen lại ăn ngay quân tốt thí của trắng và đây là một nước đi không chuẩn. Chớp lấy sai lần này thì trắng đi vua F2 kết hợp cùng mã bắt lại tốt đen. Đen bình xe C8, mã trắng ăn tốt đen, đen để tốt C5 tấn công tượng trắng. Nếu trắng bắt tốt qua đường thì xe đen ăn lại tốt trắng, bảo kê cho tốt B6 và kiểm soát được cột mở C. Không có lợi cho trắng. Do đó trắng có lựa chọn chính xác là lùi tượng về C3. Giờ các tốt cánh hậu đã khóa chặt nhau đen bình xe E8 kiểm soát cột nở e gây sức ép lên tốt yếu E3 của trắng. Trắng lùi mã về D2, sau đó sẽ nhảy lên C4 tấn công tốt đen B6. Đen đi vua E7 tiếp tục tích cực vua vào trận. Tuy nhiên, nước đi này làm bịt mất đường mà xe đen đang kiểm soát. Trắng tận dụng đẩy ngay tốt E4 tấn công tượng đen. Đen chạy tượng về E6. Trắng theo kế hoạch nhảy mã lên C4 tấn công tốt đen B6. Ở đây đen có thể qua xe B8 để bảo vệ tốt Nhưng mà như vậy sẽ không thể kiểm soát được cột trung tâm nữa Cho nên đen lựa chọn đổi tượng lấy mã của trắng Ván cờ được đưa về thể loại cờ tàn một xe đấu với song tượng Rõ ràng thì cặp tượng âm dương của trắng đang mạnh hơn một xe của đen khá là nhiều Và tiếp theo mời các bạn theo dõi các phạt xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ Sau nước đi này, trắng chắc chắn sẽ thịt được hai quân tốt G6 và H7 và đó chính là dấu chấm hết của bên đen. Do đó, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Kiện tướng quốc tế Levi Roman đành chịu thua. Như vậy, YouTuber số 1 cờ vua của Gotham Chess mặc dù có thế trận khá tốt, nhưng do tính toán không chuẩn khi trao đổi quân ở Trung cuộc đã khiến anh bị thất thế và cuối cùng đành chịu thua Lê Quang Liêm, kỳ thủ số 1 Việt Nam ván cờ này cũng được godham chess phân tích trên kênh youtube của anh các bạn có thể vào kênh youtube của godham chess để xem những phân tích cùng tính toán chi tiết của anh về ván cờ này nhá ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại